Chào các bạn, trên tay mình đang là cái điện thoại Sony Xperia E3. Thì E3 là cái bản nâng cấp của M1. M1 mới được giới thiệu hồi đầu năm nay thôi. Và bây giờ thì Sony họ đã nâng cấp được E3 rồi. Đúng với lại cái cách mà họ làm trên dòng sản phẩm cao cấp là Z1, Z2 và Z3. Thì bây giờ họ cũng làm ra cái bản nâng cấp trong vòng 6 tháng 1. Và cái E3 này không phải là cái máy và Sony họ không làm ra một cái E2 nào hết, mà họ chuyển qua E3 hết. Năm ngoái thì chúng ta có Xperia E là cái máy giá rẻ Android giá rẻ nhất của Sony. Và bây giờ thì cái E3 là cái bản nâng cấp của E và E1. Thì cái Xperia E3 này có rất là nhiều thay đổi. Có thể thấy là trong cái thời điểm năm nay thì tất cả các nhà sản xuất đã dần chuyển qua Snapdragon 400 như là một cái thiết bị, cái con chip tiêu chuẩn cho những cái thiết bị trung cấp và giá rẻ như thế này. Thì cái E3 nó có thiết kế giống như là cái kiểu Z series, tức là cái thiết kế cũng là omnibalance với lại cái với cái phím nguồn như thế này và cái cách thiết kế khung ebon. Có điều nó không phải làm từ kim loại mà làm từ nhựa hoàn toàn. Thì cái E3 này nặng khoảng gần 150g, khá là nặng đối với một máy có màn hình 4.5 inch, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận bởi vì đó là cái máy giá rẻ. Mình đoán là cái máy này ở Việt Nam sẽ khoảng dưới 4 hoặc 5 triệu gì đó, mình đoán vậy thôi, không biết có đúng không. Thì cái máy này có một nâng cấp nhỏ so với lại cái về mặt hiển thị so với lại E1, tức là nó sử dụng cái tấm nền IPS với cái độ phân giải 854x480. Ngày xưa chúng ta chỉ có 800x480 thôi. Và camera nó cũng được nâng cấp lên 5 chấm. Nếu mà bạn nào dùng E1 thì sẽ biết là camera của nó chỉ có 3 chấm. Đó, và quay phim Full HD luôn nhờ tận dụng cái sức mạnh xin lỗi các bạn, nhờ tận dụng cái sức mạnh của cái con chip Snapdragon 400, và bây giờ nó đã có thể quay phim Full HD rồi. Hỗ trợ công nghệ âm thanh vòm 3D ảo của Sony. Có một điểm mà bạn nào từng xài E3 sẽ không thích, đó là E1 sẽ không thích, đó là nó chỉ có 512MB RAM, và bây giờ thì Sony đã nâng cấp lên 1GB RAM, cùng với đó là Android 4.4. Android 4.4 là cái hệ điều hành mà tối ưu hơn cho những máy có cấu hình thấp, và bây giờ thì cái máy này có cấu hình thấp và nó được lên Android 4.4 thì nó sẽ chạy nhanh hơn rất là nhiều. Nhưng mà Sony thì vẫn dùng 4.4.2. Đây. Đó, các bạn thấy là ở đây thì họ vẫn dùng 4.4.2 chứ không phải là 4.4.4 hay là 4.4.5. Cái máy này thì ở các thị trường nước ngoài nó có một cái điểm rất là mạnh là nó hỗ trợ mạng 4G LTE với giá cực kỳ rẻ. Nhưng mà chúng ta thì chắc phải 2 năm nữa mới có LTE, nên cái điều đó cũng không có giá trị lắm. Rồi, xin cảm ơn các bạn.